Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip này á mình quay cho bà con xem về cái vườn chanh dây của anh Duy ở bên huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk á. Thì qua cái vườn chanh dây này á, mình tiến hành thăm vườn và kiểm tra về tình hình chanh dây của anh. Thì xong như chia sẻ của anh á, thì anh mới trồng mới 3 tháng à. Khi mới trồng 2 tháng đầu á, thì vườn anh lên rất là đẹp, xanh. Thì sang tháng thứ 3 này á, thì hầu như những cái dây chanh dây này á, bắt đầu trở thành tình trạng là sáng lá, vàng lá và thung đọt. Thì cái hiện trạng mà cái vườn chanh dây hầu như tất cả bà con luôn á, thì gần đây trong giai đoạn tháng 6 này á, hầu như là mưa rất là nhiều và mưa liên tục ngày và đêm và buổi sáng luôn. Thì giai đoạn này ở khu vực ở Tây Nguyên Đắk Lắk á, thì hầu như là bà con chúng ta sẽ không phun được thuốc. Thì trong cái giai đoạn này á, mưa nhiều quá thì khiến cho cái côn trùng chích thuốc á, nó gây hại trên cây chanh dây chúng ta cũng rất là nhiều. Cái thứ hai là mùa này thì nấm bệnh á cũng gây hại rất là nhiều đối với cây trồng chúng ta, hầu như tất cả cây luôn, không riêng gì mỗi cây chanh dây. Thì qua cái vườn chanh dây này của anh Duy á, thì mình cũng hướng dẫn cho anh á, và thứ nhất á là không nên để hai dây. Thì theo như cái quan điểm của mình á, đây là đối với quan điểm của mình nha, thì mỗi người có mỗi cái quan điểm riêng và mỗi cách chăm sóc riêng. Thì đối với chanh dây mà 2 đến 3 tháng tuổi á, thì bà con hãy để một dây thôi, từ gốc lên để một dây thôi. Thì với cái vườn của anh Duy nè, thì bà con xem á, thì anh làm hai dây thì khiến cho cây chanh chúng ta sẽ mất sức đi. Vì từ gốc lên mà anh cho đi hướng hai dây thì mất sức. Thì cái này mỗi bà con á thì có những quan điểm khác nhau hết, nên nó khiến cho cái việc mà chăm sóc của cây chanh dây của mình nó mang lại những cái bất lợi riêng. Vì với một chanh dây 3 tháng mà cho bà con cho đi hai dây á, một gốc hai dây á, hai thân như thế này lên á, thì làm cho mất sức, thì chia rẽ dinh dưỡng đi. Khi bà con lên phủ vàng á, bà con bắt đầu hướng dành để cho cái chanh dây chúng ta nó đi nhiều hướng thì nó tiện hơn. Cái đó là mình chia sẻ riêng về cá nhân mình nha. Thì tùy vào mỗi người á, thì bà con có thể sử dụng phương pháp khác nhau, hai dây nó tùy vào bà con. Thì cái vườn của anh á toàn bộ là bị sắn ngọn bằng lá, mình quay bà con xem á vậy hết. Thì qua đây á, mình cũng hướng dẫn cho anh là cắt bỏ những cái dây bệnh đi sâu vào 34 phân và tiến hành phun thuốc để cho nó khỏi bị bệnh và nó ra cái độc mới hơn, tốt đẹp hơn. Cái điều quan trọng nhất á, vẫn là côn trùng chích thúc, và mình cũng kiểm tra cái vườn của anh á. Thứ hai là vấn đề về rễ. Thì vườn của anh rễ có một số cây rất là khỏe và tốt, nhưng một số cây thì không có rễ. Thì qua đó mình cũng hướng dẫn cho anh về một số cách mà chăm sóc cho rễ nó ra, cái có cây nó được dinh dưỡng, cho cây nó khỏe. Đó là cái điều mà cây trồng của ta mỗi cây nào cần có một quả rễ thật là tốt. Thì vườn của anh nó về công tác mà trồng á, thì anh trồng cũng nói chung là cũng được tốt rồi. Thứ nhất là anh trồng rất là cao, không có sâu. Thì vào mùa mưa bà con chúng ta nên làm những cái ô để cho cây chanh dây chúng ta nó không bị ngập úng nè, cái thứ hai nó không bị thối rễ hay là chết nhanh chết chậm vào mùa mưa do ngập úng á. Thì cái đó là mỗi bà con nhân chúng ta đều phải có một phương án trong mùa mưa. Đối với những vườn mà chúng ta trũng nhiều quá, bà con nên làm mương cho mình nha, kênh mương thoát nước cho nó đầy đủ để tránh tình trạng mà bị ngập úng cây á. Thì vườn của anh Duy nè, thì anh đã làm những cái ô đã hết rồi, nên cái tỷ lệ mà bị ngập úng rất ít. Mình quay bà con xem á, anh làm ưu hết rồi. Thì những cái cây mà vàng lá này mình kiểm tra thì tình hình là rễ rất là ít, hầu như là những cây vàng lá là rễ. Thì trong giai đoạn mà điều trị này á, thì mình vẫn khuyên bà con là chế độ mà côn trùng chích thúc á, bà con nên tăng cường cho mình. Nếu mà thời tiết mưa á, thì bà con nên phun thuốc sâu côn trùng chích thúc cho mình là tăng cao lên. Nếu không phun được thuốc bệnh thì bà con chịu khó tăng cường thuốc sâu, thì có thể phun 5, 7 ngày hay 10 ngày một lần đó, nó tùy vào thời tiết bà con. Cái đó mình hướng dẫn bà con á. Vì nếu bà con không phun được côn trùng chích thúc á, cái tỷ lệ mà bà con trồng ở trong vườn, ví dụ như cao su hay là điều á, hay cà phê hay một số cái trồng khác á, thì dẫn đến cái tình trạng mà côn trùng chích thúc rất là nhiều. Nào bò xích, bọ vần rồi, ruồi vàng rồi, tùm lum con. Nên lúc đó bà con phòng cho mình, thì nếu mà không có được thì mình cũng khuyên bà con nên treo lông não á, bà con có thể nhúng sâu vào đó và treo nó luôn cho nó giảm được cái thời gian phun thuốc chúng ta. Lúc đó thì mùi nó cũng nồng nặc ở trong vườn á, thì khiến cho côn trùng nó không đến mà nó không gây hại cái vườn chanh dây của chúng ta. Thì đó là cái hướng dẫn của mình công tác mà thăm vườn. Sau khi thăm vườn xong thì mình cũng hướng dẫn cho anh về công tác phun thuốc điều trị về vườn chanh dây này.
Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi video bên trái cây thương vụ Lắc. Mình quay hết cái vườn chanh dây là 500 gốc của anh Duy ở huyện Cư Mường Nga, tỉnh Đắk Lắk nè. Thì clip này mình quay lại là ngày 10 tháng 6 á. Thì sau thời gian khoảng cỡ 20 ngày mình sẽ quay lại cho bà con xem về phương pháp điều trị của bên trái cây thương vụ Lắc đối với vườn chanh dây của anh Duy. Xin cảm ơn bà con ạ.